À, người này có một cái ngón cái là cũng tương đối là dài, gò kim tinh thì nảy nở, trên ngón cái lại còn xuất hiện hình vân mắt phượng cũng rất là rõ ràng, thì cho thấy là cái người này có cái sự nhạy cảm, sự nhạy bén, trực giác tốt, nghi đâu là trúng đấy. Đồng thời giữa lòng bàn tay thì cái đường tâm đạo và cái đường trí đạo là, cái đường tâm đạo của người này nó có một cái nhánh rẽ xuống cắt với đường trí đạo và đường định mệnh đi lên, tạo thành một cái dấu X rất là rõ ràng giữa lòng bàn tay, thì càng thể hiện được người này là có cái trực giác nhạy bén, giác quan thứ sáu và có thiên hướng tin vào một cái tôn giáo nó rất là mãnh liệt. Người này thì cũng có cái số là phải đi xa, thì lên đi xa thì sẽ phát triển được may mắn thuận lợi hanh thông hơn, ra ngoài thì cũng có khả năng giao tiếp tốt, được bạn bè đồng nghiệp yêu mến giúp đỡ, từ đó mà mọi thứ nó cũng trở nên thuận lợi hơn. Người này sống biết tình cảm, hy sinh.